Dạ rồi, con chào cô chú nha. Dạ vâng, cô chú cho con xin phép được hỏi là cô chú họ tên là gì? À, chú là Đào Ngọc Hòa. Dạ. Sinh ngày 2 tháng 6 dạ. năm 1974. Dạ. Còn cô là Đặng Thị Mỹ Sót. Dạ. Là mẹ là sinh ngày 5 tháng 7 1970. Dạ. Cô chú đến từ đâu? Thì cô chú đến từ thôn Ninh Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa ha. Đúng rồi. Dạ rồi, thì hôm nay cô chú vừa thằng trăm cây số từ Khánh Hòa vào Bình Dương để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì ạ? Thì cô chú vô nhờ anh Hải và anh em trong đội giúp đỡ giùm tìm con cho cô chú. Tìm con đúng không ạ? Dạ, con trai nhà mình như tấm hình đây đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, con trai nhà mình họ tên là gì chú? Đào Ngọc Hào, sinh ngày 9 tháng 9, 2002. 2002, tức là năm nay 21 tuổi. Đúng rồi. Dạ, con mời chú chia sẻ cái sự việc con trai nhà mình bỏ đi mất tích như thế nào ạ? Rồi, thì bữa đó là ngày là mùng 8 âm á, mùng 8 âm. Mùng 8 tháng B mình hả? Đúng rồi. Hai. Đấy. Tháng 2 hả? Mùng ngày Tây là bao nhiêu chú nhớ ngày Tây không ạ? Là chú không nhớ, chứ mà chú nhớ là bữa đó là ngày âm. Dạ. Ngày âm mùng là ngày mùng 8. Đó. Là đưa cháu nó lên xe để nó đi vô Đồng Nai đây nó làm. Đó. Thì làm đâu cô chị nó với lên chứ là nó là ở nhau cách phòng trọ chỉ một cây số thôi. Dạ. À, thì khi là thằng con trai của chú nó làm á thì đâu được ở chừng tuần sau đầu là nó nắm thông tin trong điện thoại của nó. Dạ. Nó tìm công an chuyện làm thì cái hình thức nó kiểu như là nhẹ mà lương cao gì đó, việc nhẹ lương cao. À, việc nhẹ lương là con trai nhà mình tìm kiếm trên mạng. Ừ, đó. Đó. Xong rồi đó là đi thì nó cũng không nói về gia đình. Dạ. Bên này cũng đi tới chỗ này cũng chuyển tới chỗ này chỗ kia. Dạ. Nó cũng không nói, chứ mà khi đi tới chỗ đầu. Dạ. Thì cái điện thoại thường ngày của nó đó thì nó chỉ không điện con chị mà nó nhắn tin. Dạ. Dạ. Rồi là khi mà nó thông tin về cho cô chú á. Dạ. Là không phải điện thoại chính của nó nữa mà nó mượn cái số điện thoại khác. Dạ. Ừ. Mà rồi là bây giờ là điện thoại của chính nó là bây giờ không có điện đài gì luôn rồi. Dạ. Cắt đứt luôn. Ừ. Thành ra là chú cô chú nó một quét. Dạ. Mở lấy cái điện thoại nhà cô chú á. Dạ. Mở điện lại cái số mà mày nó mượn á. Dạ. Thì cái chủ của số điện thoại đây là nói là bé cũng không có trả lời là theo là cô chú hỏi. Dạ. Bé hầu nó nói biết, bé hầu nó nói không. Dạ. Thành ra là cô chú nóng bụng quá. Từ cái ngày con trai nhà mình bỏ đi như vậy cho tí thì hiện tại là hơn 20 ngày chưa? Đúng rồi, 20 ngày. Và vì theo như chú nói là ngày 8 âm. Mà, đúng không ạ? Vì hôm nay đã là ngày mùng 1 của tháng 3, bởi vì năm nay nhuần 2 tháng 2, đó là tính cái lịch dưới lịch âm. Đúng rồi. Là hơn 20 ngày ha. Thì hơn 20 ngày đó thì mình liên lạc được cho con trai nhà mình khoảng được mấy lần? Không có, chỉ là nó điện về thôi, còn liên lạc không có được nữa. Điện về đó là những cái ngày gần nhất chỉ khi bỏ đi đúng không? Lúc mà ngày 20 ngày mà nó tới được Sài Gòn á. Ngày 22 thì chính nó là nó nhắn tin mất liên lạc về nó mượn cái số điện thoại nó điện cho mình. Vậy là cái lúc con trai nhà mình bỏ đi là từ ngoài Khánh Hòa. Không. Hay là từ Đồng Nai. Từ Đồng Nai ha, từ Đồng Nai là bắt đầu bỏ đi. Dạ. Tới thời điểm hiện tại thì như cô chú đang nghi ngờ rằng con mình là đang ở đâu? Giờ cũng chưa thì biết. Thì nó nhắn tin cho mẹ cho chị hai nó là nó ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Nó vô nó làm công chuyện là bẻo về quán cà phê. Dạ. Bèo cum Chiroiros. Từ đó chú mới nghi ngờ. Dạ. Không phải như vậy. Dạ. Như chú vừa chia sẻ rằng con trai nhà mình là cái công việc là tìm cái việc nhẹ lương cao. Thì thằng cô của chú á là nó chuyên gia bọc mấy rê xong rồi nó đi tìm kiếm như thế nào đấy. À đó. Cô chú có biết được rằng là trong thời gian vừa qua đội sinh Khánh Hải đã đưa lên rất nhiều video cảnh giác về vấn đề việc nhẹ lương cao không? Cô biết chưa? Chú là 24/24 là thường coi cái mạng của anh Hải này. Các em thanh thiếu niên, đặc biệt là các em trai tìm việc làm trên mạng, việc nhẹ lương cao, ngồi bấm máy tính một tháng 1-2 ngàn đô. Và rồi thì nhiều em nhận cái kết rất là đắng, bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ đưa và bán qua Campuchia để mà làm việc. Cái công việc ở Campuchia đó là các cái đối tượng đấy đó, là dùng người Việt để mà lừa người Việt. Đúng rồi. Khi mà sang đấy làm không đạt chỉ tiêu, ép cho các gọi là các nạn nhân mà bị lừa sang đấy làm phải đạt được chỉ tiêu, không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh hành hạ chích đinh. Đó là có thật mà đội sĩ đã
đã ghi nhận, cũng như rất nhiều các đài truyền thông báo chí đã đưa lên để cho tất cả các bậc phụ huynh cũng như là các em thanh thiếu niên xem để mà cảnh giác. Đúng rồi, chú cũng trực tiếp chú coi hoài nè. Và cái trường hợp con trai nhà mình hiện tại thì chắc rằng là gia đình nhà mình đang nghi ngờ là con trai nhà mình sẽ sợ rằng rơi vào cái trường hợp đấy. Nhưng con mong sao thì con trai nhà mình hy vọng rằng con trai nhà mình sẽ không rơi vào trường hợp đấy. Đúng không ạ? Bởi vì hơn 20 ngày qua là gia đình nhà mình không biết con ở đâu làm gì, ăn uống khỏe không. Đúng rồi. Nên tình trạng về sức khỏe mất liên lạc đây. Dạ. 10 bữa đúng không cháu? 10 bữa. 10 bữa là mất liên lạc không? Tại vì cô ở nhà mà như thế như nó, khi mà 2 bữa mà nó liên lạc với mẹ, cứ vậy như bây giờ chú nói là nó là cái đi mi. Ở mà chiều nó đi thì sáng nó te kê nó gì đó là nó bóc điện thoại điện mỹ liền à. Mà đây không bao giờ nó có cái chuyện mà quế 2 bữa. Mà đây là coi như là nó vô Đồng Nai tính ra là 10 bữa đầu và nó vô Sài Gòn 10 bữa đầu mà nó không liên lạc gì chút nào rồi. Mà bây giờ cô chú cũng không liên lạc được luôn. Chờ biết mà không lấy tin tức đâu á. Không có một thông tin manh mối gì. Cái sự việc này thì gia đình nhà mình có báo cơ quan chức năng công an chưa? Chưa. Chưa mà đi vô tháng đi à. Thì khi mà con trai mình tạm trú ở Đồng Nai đúng không ạ? Thì cứ về đấy mình ra cơ quan chức năng chủ khu vực mà con trai mình tạm trú mình trình báo sự việc nha cô chú nha. Dạ rồi, thì qua cái video này thì chú và cô có điều gì muốn nhắn gửi tới con trai của mình không? Nếu con trai nhà mình xem được cái video này. Thì Hèo à, con đi hiện bây giờ đi Đồng Nai. Xúc động, chú xúc động. Chú cứ nói đi. Đâu bên này không biết nhiều người nóng ruột không biết làm gì nữa. Mất thông tin của con, bên mẹ sợ mất con. Mà nếu mà con có ở Sài Gòn á thì bên mẹ mong con á là nếu điện thoại của con nó hư hay là nó bị đánh mất thì con cũng nhờ điện thoại hai cái anh chị em đầu lân cận á, con thông tin gì cho mẹ. Cho mẹ mong con là điện cho biết chỗ ăn chỗ làm, địa chỉ cho nó rõ ràng. Bên mẹ mong con là nắm bắt được cái này thì mong con điện liền cho bên mẹ để có cái thông tin bên mẹ đỡ la. Mẹ có điều gì muốn nói với con trai không? Cháu hỏi. Nói bây giờ. Thật sự thì bây giờ bản thân cô chú là bậc làm cha làm mẹ là đấng sinh thành rất là lo và hoang mang cho con cái. Mặc dù là con trai nhà mình độ tuổi 21 cũng đã độ tuổi trưởng thành, nhưng thật ra thì em chưa thể hiểu biết được vấn đề bên ngoài xã hội, bởi vì em chưa từng va chạm máy đúng không ạ? Chưa có kinh nghiệm sống ở ngoài. Các đối tượng đưa ra những cái phúc lợi rất là lớn, việc thì ngồi bỏ máy tính, lương thì 1.000 đô đến 2.000 đô. Nghe nói thổi đầu tai thích quá mà, nên rất nhiều em sập bẫy. Thật sự đó là một câu chuyện rất là tiếc, bởi vì trong thời gian vừa qua có rất nhiều báo chí, các đài truyền thông cũng như đội sĩ Thanh Hải đã truyền tải lên rất nhiều video vấn đề cảnh giác về việc nhẹ lương cao, tìm kiếm việc làm trên mạng, nhưng thực chất thì các em ít xem, bởi vì các em chỉ xem những cái mà các em ấy sở thích của các em thôi. Còn những cái vấn đề này thì nói chung truyền đạt truyền thông nhưng chưa được các em đón nhận và xem ấy. Nên đây là một cái trường hợp con nhà mình rất lấy làm tiếc, nhưng mà mình chưa biết thực hư cái câu chuyện là con nhà mình có bị sang lấy hay không. Đây là cái trường hợp mà bản thân con cũng như là với lại cô chú thì mình đang thảo luận thôi. Thì cái sự việc của cô chú thì đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận. Thì nếu quý cô chú anh chị khi mà xem video này có thấy bé trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải 0913785858 để giúp bé, giúp em trai sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại cha mẹ, cùng với gia đình. Thì quý cô chú anh chị xem hãy cùng chúng ta góp sức với đội hiệp sĩ Thanh Hải chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội để giúp cho em nó sớm quay trở về nhà một ngày gần nhất. Thì cô chú còn điều nào cô chú muốn chia sẻ được không ha? Thì cuối cùng thì chú cũng như là cảm ơn thật lòng mình. Thì trước thì anh Nguyễn Thanh Hải là anh em trong đội cũng như là luôn cố gắng làm giúp cho đời dồi dào sức khỏe và sự bình an. Dạ rồi, thì cô chú có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Đúng rồi, cô chú vô đây là nhờ là anh ta nói anh em trong đội là đang dùng cái hình của cháu lên giúp giúp với lại cộng đồng mạng là giúp đỡ dùng. Dạ, và
Và toàn bộ câu chuyện cô chú vừa chia sẻ hoàn toàn đúng với sự thật không? Đúng rồi sự thật. Nếu có gì sai trái là chú hoàn toàn, cô chú hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dạ rồi. Thì thôi thì con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải con chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Và sớm nhận tin vui là con trai mình quay trở về chú nha. Cô chú cứ bình tĩnh nha. Dạ rồi con xin phép chào cô chú. Dạ. Thì chú là ít